đang ngán ngẩm quá nhiều những đồ ăn chiên xào thường ngày. Các bạn có muốn thay đổi khẩu vị của mình với một món ăn đơn giản hơn không? Tôi sẽ gợi ý cho các bạn một món thịt luộc chấm mắm ruốc. Món này đơn giản lắm luôn mấy bạn. Đầu tiên là còn có thịt heo nè. Bí quyết cho món thịt ngon là nên chọn thịt ba rọi nha. Vừa nè, vừa mỡ, ăn mềm mà không bị ngán nữa. Luộc thịt trong vòng 20 đến 25 phút cho thịt chín đều. Có thể thêm một chút hành tây và gừng để khử mùi của thịt, thêm một chút muối để thịt được đậm đà hơn. Sau đó vớt ra cho vào nước lạnh để thịt không bị bở. Và tôi cũng sẽ chỉ cho mấy bạn cách pha nước chấm vô cùng đơn giản và thơm ngon. Hôm nay chúng ta sẽ sử dụng mắm ruốc có gia vị cao cấp Trí Hải. Các bạn cho tỏi ớt ra chén, cho thêm mắm ruốc vào, không thể thiếu một chút chanh, đường và trộn đều các nguyên liệu này lại. Và chén nước chấm thần thánh đã được ra đời. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thưởng thức thành quả nào. Rất là ngon luôn mấy bạn ơi. Trong cái chén mắm ruốc này nó có vị ngọt của đường nè, vị chua của chanh, tỏi ớt thơm, kèm những món ruốc có gia vị cao cấp Trí Hải. Nó làm cho hòa quyện những vị giác trong họng của mình. Mình phải ăn nữa thôi, ngon quá. Thịt luộc mà chấm với mắm ruốc có gia vị cao cấp Trí Hải này mà ăn về lúc trời mưa thì còn ngon hơn nữa. Còn chần chờ điều gì nữa, ngay bây giờ các bạn hãy chạy ra siêu thị mua cho mình cái hũ mắm ruốc có gia vị cao cấp Trí Hải này về làm ngay món này ăn thôi. Còn bây giờ tôi ăn tiếp đây. Ấn follow kênh TikTok mắm Trí Hải để xem thêm nhiều video thú vị nữa nha.